Sáng ngày 13 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 18 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam. Bệnh nhân số 485 là bệnh nhân nữ, 52 tuổi, địa chỉ tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, điều trị tại khoa nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được chẩn đoán COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân suy hô hấp, khó thở, được chuyển lại khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4 tháng 8, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp tục điều trị, tình trạng hôn mê, sốt cao, thở máy. Bệnh nhân tử vong vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 8 với chẩn đoán COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.